Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Ngọc Lan Hoàng chậm thực trở lại với quý vị trong một cà phê sáng. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến một thuyết. Bởi vì theo cái nghiên cứu này của các nhà khoa học gia ở châu Âu, họ nói rằng cái việc mà phong tỏa, cấm người ta ra đường rồi cho phép những cái siêu thị mở cửa để người ta vào đây, khiến cho cái tình trạng này dồn đóng ở một chỗ và việc lây nhiễm nó không khác gì một quả bom nguyên tử. Thì đề nghị của ông như thế nào? Ông nói cứ mở cửa. Để ông đưa ra cái giả thuyết này rất hay. Ông nói rằng khi mà xã hội mở cửa hết đó, thì chúng ta không còn tập trung một chỗ nữa, mà người ta giải rác đi ở các nơi. 1 triệu người tập trung vào một chỗ đó, thì cái chuyện lây nhiễm nó thành quả bom nguyên tử, nó lây hết cho cả đám. Nhưng mà nếu phong tỏa, nếu mà giải ra từng nơi một đó, thì có phải chúng ta chỗ này 1.000 người, chỗ kia 1.000 người, chỗ này vân vân vân. Và những cơ sở thương mại họ giữ vệ sinh, mang khẩu trang, tức là ngăn cách rồi, nghĩa là cho phép vào giới hạn như vậy đó, thì cái việc lây nhiễm nó sẽ giảm hơn rất nhiều. Vẫn lây nhiễm nhưng nó không dồn đóng và nó nhiều như hiện nay. Và cái chuyện mà nếu mà chúng ta giải ra để mà cho phép các tất cả các sinh hoạt, thì nó thứ nhất nó vừa giảm bớt cái tầm ảnh hưởng của kinh tế, nghĩa là thiệt hại thì cũng thiệt hại nhưng mà nó giảm hơn nhiều thay vì đóng cửa. Thứ hai nữa, trường hợp lây nhiễm cũng có, nhưng mà cái trường hợp lây nhiễm nó vào bệnh viện, nó không có dồn đống cho bệnh viện như hiện nay. Bởi vì tất cả mọi người đều nhiễm bệnh cùng một lúc, người ta dồn ra như vậy, một chỗ thì người ta đi được, còn chỗ khác người ta không vào được. Và đó là một trong những cái phương cách để giải quyết. Nhưng mà không biết được cái giải quyết này như thế nào, bởi vì ngày hôm nay châu Âu là đang xét tới cái chuyện mà tiếp tục lệnh phong tỏa, và người ta vẫn nói chuyện đến cái chuyện phong tỏa như thường. Xem như cái giả thuyết hoặc là những cái đề nghị của các khoa học gia này bây giờ họ vẫn còn đang trong cái tình thời gian cả là tranh cãi với nhau. Có người để ra no, không có cái chuyện mà mở cửa hết như vậy, không thể nào kiểm soát được. Nhưng mà những cái nhà khoa học gia này họ nói đó, bây giờ chứng minh đó, bây giờ quý vị phong tỏa như vậy thì đó là trường hợp mà lây nhiễm nhiều là như thế. Thành ra là không biết mà... không biết đường nào mà mò luôn. Yeah, độc tài như vậy mà nhiều khi lại có những cái nó được việc trong một số những cái hoàn cảnh cụ thể, ví đúng dụ vậy. Như trong Covid-19. Và Ngọc Lan cũng đồng ý với anh Thụy nói là cái kiểu mà phong tỏa của Mỹ đang áp dụng đó là nửa vời là như vậy. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua thì ngay tại chùa Bảo Quang, ngay tại chùa Huệ Quang đã diễn ra tang lễ của nhạc sĩ Lam Phương. Ông đã qua đời hôm giữa tháng 12, thì ngày hôm qua lễ tang đã được diễn ra, rất là đông người đã đến để mà tiễn. Qua đời thì cả thế giới thương tiếc phải không ạ? Nhưng mà cái người đạo diễn, đôi khi người đạo diễn làm ra cuốn phim tác phẩm tuyệt vời như vậy, nhưng mà khi ông qua đời thì đôi khi chẳng ai biết ông đạo diễn đó là ai cả. Và nhạc sĩ cũng thế thôi. Rồi bên cạnh người nhạc sĩ còn có những người hòa âm, có những người đứng đằng sau tạo ra những cái tác phẩm để đời như vậy nữa. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi các bản tin liên quan đến Covid-19 và cái sinh hoạt trong xã hội này nó ảnh hưởng như thế nào. Tin này là tin buồn cho cả thế giới, nhất là những người mà thích đi shopping, thưa quý vị. Tin tức ghi nhận được ít nhất hiện nay ở California có 400 shopping mall tuyên bố là họ không biết được sẽ cầm cự cho đến khi nào nữa. Quý vị thấy là kể từ khi mà shopping mall phải cạnh tranh với Amazon và dần dần những các thương hiệu, các cửa tiệm họ bắt đầu bán hàng ở trên mạng, chưa phải là Covid thì mình thấy shopping mall họ phải tìm ra mọi phương cách làm thế nào vừa thu hút người vào trong tiệm và đồng thời người vào trong tiệm họ vẫn có thể lên mạng để mua hàng được như thường. Đó là cái hướng ngày nay. Và bây giờ cộng thêm với Covid, bao nhiêu người họ không đi shopping mall được, họ lên trên mạng họ mua. Thì quý vị thấy đó, cho dù bây giờ shopping mall có mở cửa lại đi chăng nữa đó, họ không biết làm thế nào để họ có thể sinh tồn được trong thời gian qua.
ít nhất đó là họ nói trong năm 2021 này có khả năng là đến gần 20% trong 400 tiệm, mình chỉ nói 400 cái trung tâm shopping mall thôi là có thể phá sản đóng cửa. Và khi như vậy đóng cửa là vĩnh viễn luôn, chứ không thể nào sống được. À, quý vị thấy một shopping mall, thí dụ mình có 200 tiệm đi, mà trong số 200 tiệm đó họ không trả tiền nhà, trong đó 20%, 40% không trả tiền nhà được, thì những cái chủ nhân của những cái shopping mall họ phải làm gì? Họ không có tiền để họ trả, bởi vì đâu phải là họ mua bằng tiền mặt cho cả một cái shopping mall khổng lồ đó đâu. Vì họ thường thường là qua mượn vay nợ. Bây giờ mình cứ cho là một công ty quản trị cả cái khu shopping đẹp như vậy đi, công ty đó cũng không chịu nổi, họ cũng phải tìm cách để giải quyết những cái món nợ đó. Thì dần dần những cái real estate, những cái khu đất đó cho những cái shopping mall này khi mà đóng cửa, mà bây giờ chúng tôi đang nói chuyện đó, thì khắp nơi trên 50 tiểu bang của nước Mỹ đã có nhiều cái shopping mall đã phải đóng cửa im lìm trong thời gian qua rồi. Một mặt không những bị Covid-19 mà còn do ảnh hưởng của khách hàng lên trên mạng để mua hàng nhiều hơn nữa. Thì Ngọc Lan thấy cái khuynh hướng mà bắt đầu người ta đẩy chuyển mạnh sang cái chuyện mà shopping online đó, nó đã xuất hiện từ nhiều năm qua rồi, nhưng mà càng ngày nó càng nhiều, và đặc biệt là trong cái tình hình mà dịch bệnh như thế này thì người ta lại đổ xô vào cái chuyện là shopping online. Ví dụ ngay cả bản thân Ngọc Lan thôi, nhớ cách đây chừng 5 năm trước mình còn có thể là mỗi tuần đều đi đến những cái shopping mall, đi vòng vòng, nhưng mà nguyên một năm nay Ngọc Lan chỉ đến Soco Plaza hôm trước Noel là để quay, để coi cái khung cảnh người ta đi như thế nào, để quay lại những cái khúc phim đó, chứ nguyên năm rồi cũng là online hết. Ngọc Lan biết không, mấy đứa nhỏ bây giờ nó hay lắm, thông minh lắm quý vị, nó cầm theo cái điện thoại đó, nó vào cái món hàng, nó cũng đi shopping như thường, cũng đi vào shopping mall để làm gì, đi chơi, thấy đứa này thấy đứa kia, đúng rồi, có cái sinh hoạt thôi, chứ còn mua sắm hả, lấy điện thoại ra nó so sánh giá, ô trên Amazon giá như thế này, đúng, cái món hàng này giá như thế này, ô chờ sale hoặc là làm thế nào, không mua lúc này. Thì đó là những, mà quý vị biết cái shopping mall họ phải trả chi phí nó quá nhiều hơn là trên một cái gian hàng trên mạng ở Amazon rất là nhiều. Chúng tôi sẽ tiếp tục với phần tin đáng chú ý cà phê sáng ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị theo dõi.